quý vị đang có mặt ở thành phố Hà Tĩnh và đây là con đường chính của quốc lộ 1A đi xuyên qua thành phố. Ngày hôm nay nó được mở rộng rất là đẹp như thế này. Và phía trước cách đây khoảng 300m đến 500m thì có một cái cầu mới tên là cầu Phủ. Và nếu đi từ ở khu vực của Quảng Bình ra Hà Tĩnh thì quý vị sẽ đi qua cái cầu Phủ này và nằm bên phải sẽ có một cái cửa hàng bán một cái bánh kẹo đặc sản của địa phương. Thì khi nhắc đến vùng đất Nghệ Tĩnh, quý vị sẽ nghe người ta nói nhiều đến cái đặc sản đó là Fuder. Và đây quý vị thấy là Fuder Ông Bà Thư Viện, một trong những thương hiệu nổi tiếng tại thành phố Hà Tĩnh. Ở đây thì quý vị thấy là có số điện thoại. Đến đây bắt đầu là mua rất là ngon quý vị. Mời và bây giờ mình sẽ qua để mình thấy người ta làm Fuder như thế nào. Mình sẽ đi vào khu vực của người ta đang làm đường trước quý vị nha, trên đường. Đây là cái khu vực để nguyên liệu. Nguyên liệu làm ở đây còn có đường, nha và đậu. Mình thấy đây là người ta đang nấu đường. Khi đường mới có mức độ điểm đầu sẽ chuyển qua cái thứ hai, đó là bỏ lạc rang vào. Cái loại này gọi là lạc cái gì. Khi đến một mức độ phù hợp vừa phải thì các cái nhân viên sẽ bắt đầu đem ra đây để làm bánh kẹo. Cấm quay phim chụp hình gà. Để quý vị thấy mới đầu sẽ lấy ra thành từng miếng, sau đó các nhân viên sẽ để cho cái đầu cũng nghe được những cái chất giọng của người dân Hà Tĩnh dễ thương. Bánh kẹo sau khi được làm như thế này rồi, đậu và nha hòa vị với nhau. Chứ quý vị thưởng thức cái món ăn này mình sẽ cảm thấy cái vị ngọt và cái vị giòn tan cũng như độ béo của đậu phộng kèm theo cái lớp bánh đa bên ngoài. Và đặc biệt nó sẽ không có làm cho mình bị dính răng giống như là đường bình thường của khác lắm. Sau khi làm giai đoạn này rồi, bắt đầu mình sẽ gói từng cục bánh lại với nhau như thế này. Ui, thử nè. Chào và hẹn gặp lại quý vị ở những clip tiếp theo.